sách Việt Rách, tủ sách ôn luyện kỳ thi vào 10, tổng hợp trọng tâm kiến thức 6, 7, 8 và 9, giải mã tuyển tập đề thi các trường, luyện thi thần tốc, truy cập ngay shopee.vn/vietrachofficialstore. Cô Hạnh xin chào tất cả các bạn học sinh thân mến. Chào mừng tất cả các bạn đến với bài học ngày hôm nay của chúng ta. Và trong bài học ngày hôm nay, chúng ta cùng đi nghiên cứu bài học tiếp theo trong chương số 4. Đó là bài số 12. Thế thì bài 12 này chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về phần kiến thức như thế nào. Các bạn hãy chú ý theo dõi hết video này của cô nhé. Đây, chúng ta cùng quan sát cho cô phần bài toán mở đầu để chúng ta xem học xong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ giải quyết được bài toán như thế nào. Các bạn quan sát cho cô này, để đo chiều cao của một tòa lâu đài thì người ta đã đặt cái giác kế, các bạn quan sát nhé. Rồi, đặt cái giác kế đây, đấy, ở vị trí tại điểm đó là M, đấy, đúng chưa? Quay ống ngắm của giác kế sao cho nhìn thấy đỉnh P' của tòa lâu đài, các bạn quan sát đây là P' này. Rồi, dưới góc nhọn đó là alpha, đúng chưa? Rồi, sau đó đặt giác kế thẳng đứng tại điểm N. Rồi, sao cho NM này bằng 20m này, NM đấy, thì nhìn thấy đỉnh P' dưới góc nhọn đó là góc beta. Và ở đây người ta cho góc beta là nhỏ hơn góc alpha. Biết chiều cao của giác kế là 1,6, tức là MM' và NN' là bằng 1,6 đấy. Hãy tính cho cô chiều cao của tòa lâu đài. À, vậy thì để tính được chiều cao của tòa lâu đài, tức là PP', cô sẽ làm như thế nào? Thì bật mí với các bạn là học xong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ giải quyết được bài toán này rất là đơn giản. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta cùng vào cho cô bài số 12. Một số hệ thức giữa cạnh góc trong tam giác vuông và ứng dụng. Và nội dung bài học của chúng ta sẽ gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là hệ thức giữa cạnh huyền và cạnh góc vuông. Thứ hai là hệ thức giữa hai cạnh góc vuông. Và phần thứ ba là giải tam giác vuông. Bây giờ chúng ta cùng vào cho cô phần 1, hệ thức giữa cạnh huyền và cạnh góc vuông nhé. Đây, chúng ta quan sát cho cô này. Hệ thức giữa cạnh huyền và cạnh góc vuông như sau. Các bạn cùng xét cho cô. Đầu tiên cùng tìm hiểu cái công thức tính cạnh góc vuông theo cạnh huyền và sin cosin của các góc nhọn. Đấy, xem nó có cái công thức liên quan như thế nào. Bây giờ chúng ta cùng tham gia vào hoạt động số 1 cùng với cô này. Cô cho tam giác ABC vuông tại A, được chưa? Rồi, cạnh huyền đấy là BC. Có độ dài là A. Các cạnh góc vuông AB có độ dài là C, AC có độ dài là B. Đấy, như hình vẽ. Viết các tỉ số lượng giác sin, cosin của góc B và góc C theo độ dài các cạnh của tam giác ABC. Rồi, ý 2 là tính mỗi cạnh của góc vuông B và C theo cạnh huyền A và các tỉ số lượng giác trên góc B và góc C. Rồi, bây giờ chúng ta cùng làm câu A trước nhé. Đầu tiên chúng ta viết cho cô các tỉ số lượng giác sin này, cos, đấy, tức là cosin của góc B đúng không? Đây, góc B đây. Đấy, thế thì chúng ta nhớ cho cô là sin thì nó sẽ bằng gì? Đối trên gì nhỏ? Huyền, đúng không? Cosin thì bằng kề trên huyền. Đấy, vậy ở đây cô sẽ có sin của góc B. Và lưu ý cho cô là góc B và góc C là hai góc gì đấy các bạn? Phụ nhau. Nên sin của góc này sẽ bằng cos của góc kia. Đấy, ví dụ sin của góc B sẽ bằng cos của góc C. Đấy, được chưa? Để chúng ta tính nó nhanh. Thế thì bây giờ cô sẽ tính tỉ số lượng giác của góc B trước sin nhá. Sin thì bằng đối trên huyền đúng không? Đối là B trên huyền là A. Vậy thì sin góc B nó bằng luôn cos góc C. Vậy cô sẽ có này. Đây, sin góc B nó sẽ bằng cos góc C luôn và sẽ bằng B phần A. Tiếp tục, cos của góc B này. Cos thì sẽ bằng kề trên gì? Huyền. Kề ở đây là AB, tức là C đấy. Trên huyền là A, vậy là bằng C trên A. Thế cos của góc B bằng C trên A, thế thì nó sẽ bằng sin của góc C luôn. Tại vì góc B và góc C là hai góc phụ nhau. Đấy, rồi, xong câu A nhá. Bây giờ câu B, để bài yêu cầu chúng ta tính cho cô mỗi cạnh góc vuông B và C. Tính B và C theo cạnh huyền và các tỉ số lượng giác trên. Nào, sin góc B thì các bạn thấy sin góc B bằng cos góc C bằng B trên A rồi đúng không? Thì bây giờ người ta yêu cầu tính mỗi cạnh góc vuông, vậy rút B ra cho cô. B này chúng ta sẽ lấy A nhân B, nó sẽ bằng A nhân sin góc B này, hoặc là bằng A nhân cos góc C. Đấy, cô suy ra nhá. B này nhân chéo lên này sẽ bằng A nhân sin góc B bằng A nhân cos góc C. Được chưa? Tương tự như vậy cô có như sau.
cô có là cos góc B vừa nãy chúng ta biết rồi. Góc thứ hai này, cos góc B là bằng sin góc C nhớ bằng và C trên A đúng không? Bây giờ chúng ta rút C ra. C này sẽ bằng A nhân cos B. Đấy, hoặc là bằng A nhân sin C. Được chưa? Rồi, vậy qua phần này chúng ta sẽ rút ra được cho cô như sau. Nếu bây giờ cô muốn tính cái cạnh B này, cạnh B này là cạnh góc vuông, đúng không? Thì các bạn sẽ nhìn cho cô, nó sẽ bằng như sau. Bằng A, A này. Bằng A tức là cạnh gì? Cạnh huyền. Đấy, nhân với gì đấy các bạn? Sin góc B. Sin góc B thì chúng ta thấy là cái cạnh B này nó đối với gì? Góc B. Vậy nó sẽ bằng cạnh huyền nhân sin của góc đối. Đấy, đúng không? Hoặc là bằng, đây góc B mình có tính, cái cạnh B này mình có cách tính khác. Đó là bằng A là cạnh huyền này. Rồi, nhân với cos của góc C. Góc C thì các bạn quan sát cho cô, góc C là cái góc mà kề với gì? Kề với cái cạnh B này đúng không? Rồi, vậy nó sẽ nhân với cos của góc kề. Đấy, vậy thì qua đây chúng ta sẽ rút ra được cho cô là muốn tính cạnh góc vuông. Đây, B là cạnh góc vuông nhá, thì sẽ có hai cách tính này, cạnh góc vuông. Ở đây chúng ta sẽ có hai cách tính theo cạnh huyền, đấy là gì? Cạnh góc vuông sẽ bằng cạnh huyền nhân sin góc đối, hoặc là cạnh góc vuông sẽ bằng cạnh huyền nhân cos góc kề. Qua phần này chúng ta rút ra được cho cô kết luận như sau nhá. Trong tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông thì bằng cạnh huyền nhân với sin góc đối hoặc nhân với cosin của góc kề, tức là cos của góc kề đấy. Bây giờ cô lấy ví dụ, cô cho tam giác ABC vuông tại A. Có cạnh BC bằng A này, AC bằng B này, AB bằng C. Rồi, trong tam giác ABC vuông tại A thì cô sẽ có B sẽ bằng A nhân sin góc B bằng hoặc là bằng A nhân cos góc C. C bằng A nhân sin C hoặc là bằng A nhân cos B. Được chưa? Đấy là phần định lý số 1 của chúng ta rút ra được qua cái phần này. Đấy, bây giờ chúng ta cùng áp dụng và làm cho cô luyện tập số 1 nhé. Luyện tập số 1 có hai ý này. Đấy, là một chiếc thang dài 3 mét cần đặt chân thang cách chân tường. Đây các bạn thấy luyện tập 1 gồm có hai ý. Bây giờ cô sẽ làm cái ý đầu tiên trước này. Ý đầu tiên chúng ta quan sát cho cô như sau. Đấy, một chiếc thang này dài mấy mét các bạn nhỉ? 3 mét đúng không? Đấy. Rồi, cần đặt chân thang cách chân tường một khoảng bằng bao nhiêu mét, làm tròn đến số thập phân thứ hai để nó tạo được với mặt đất một góc an toàn 65 độ, tức là đảm bảo thang chắc chắn khi sử dụng. Rồi, thế thì nhìn vào đây, nhìn vào hình 4.14 này, cô sẽ quy đổi nó về cái hình ở phía dưới này cho nó dễ các bạn nhé. Nhìn này, thế thì các bạn thấy là mặt đất nó sẽ vuông góc với tường. Vậy ở đây cô giả sử cô có tam giác ABC vuông tại đâu? Vuông tại A. Có cái góc ở đây là mặt đất tạo với cái thang là 65 độ là an toàn đúng không? Vậy góc B bằng 65 độ. Rồi, chiếc thang này dài 3 mét, vậy BC của cô là bằng 3 mét. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là xem là phải đặt cái chân thang cách chân tường một khoảng bao nhiêu. Rồi bây giờ mình phải tính cho cô cái cạnh AB, xem là cái chân thang này nó cách chân tường này bằng bao nhiêu thì nó sẽ an toàn. Đấy, thế thì bây giờ mình phải đi tính cho cô cái cạnh AB là cạnh góc vuông, đúng không? Đấy, tính cạnh góc vuông. Thế mà biết cạnh huyền là 3 rồi. Và biết cái góc B, góc B này ở vị trí gì so với cạnh AB ấy các bạn nhỉ? À, vị trí kề đúng không? Rồi, thế thì khi đó mình sẽ sử dụng sin hay cos đây? À, cos. Tại vì AB, cạnh góc vuông sẽ bằng cạnh huyền nhân cos góc kề. Góc kề của chúng ta là góc 65 độ, chúng ta biết rồi thì phải sử dụng thôi. Đấy, vậy bây giờ cô sẽ giả sử trong hình dưới đây, BC là độ dài thang và AB là khoảng cách từ chân thang đến chân tường. Thì xét tam giác ABC vuông tại A, theo định lý 1 cô sẽ có như sau. AB sẽ bằng cạnh huyền là BC nhân cos của góc B. Vậy bằng 3 nhân cos của 65 độ thì xấp xỉ bằng 1,27 m. Kết luận cho cô là vậy, cần đặt chân thang cách chân tường một khoảng bằng 1,27 m để nó tạo với mặt đất một góc an toàn. Được chưa? Đấy là phần thứ nhất của chúng ta. Tiếp theo phần thứ hai trong phần luyện tập số 1 đấy là gì? Là một khúc sông rộng khoảng 250 m. Các bạn quan sát. Khúc sông này 250 m này.
Một con đò trèo qua khúc sông bị dòng nước đẩy xiên nên phải trèo khoảng 320 mét mới sang được bờ bên kia. Tức là nó không đi thẳng được đúng không các bạn, không đi vuông góc được mà nó bị nước đẩy chéo đi. Thì khi đó quãng đường của nó đi được phải là 320 mét. Đây, chỗ ở chỗ này này. Đấy, 320 mét. Rồi, thế bây giờ có góc mà nó bị đẩy đi đấy, thì bây giờ người ta hỏi dòng nước đã đẩy con đò đi lệch một góc alpha bằng bao nhiêu độ. Bây giờ mình phải đi tính cho cô cái góc alpha này. Vậy bây giờ để cho dễ thì cô sẽ giả sử cô có tam giác ABC này vuông tại A đúng không? Đây sẽ là góc alpha này, chính là góc C. Biết AC là bằng 250, BC cạnh huyền là bằng 320 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tính cho cô góc alpha. Đấy, thì tính góc alpha bằng cách nào? Thì chúng ta sẽ thấy được cho cô như sau này. Là mình sẽ giả sử đi, trong hình vẽ dưới đây AC chính là độ rộng của khúc sông này, BC là quãng đường con đò đã di chuyển này từ bờ bên này sang bờ bên kia, alpha chính là cái góc mà dòng nước đã đẩy con đò đi lệch đúng không? Rồi, thế thì bây giờ chúng ta xét tam giác ABC vuông tại A theo định nghĩa của tỷ số lượng giác cos đấy, cosine đấy. Thì ở đây cô biết cạnh kề là 250 này, huyền là 320, thì ở đây kề trên huyền thì cô sẽ có là cos đúng không? Đấy, tức là cosine đấy, vậy cô sẽ có là cos của alpha thì bằng AC trên BC. Vậy bằng 250 trên 320 và rút gọn thành 25/32. Sau đó cô sẽ bấm máy tính nhá. Shift cos của 25/32 thì cô sẽ được góc alpha sẽ bằng xấp xỉ bằng 38 độ 37 phút. Đấy, được chưa? Đấy là phần luyện tập số 1 của chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục sang cho cô phần thứ hai, xem là giữa hai cạnh góc vuông thì nó sẽ có cái hệ thức liên hệ như thế nào nhá. Tiếp theo chúng ta cùng sang cho cô phần thứ hai, đó là hệ thức giữa hai cạnh góc vuông. Thế thì hai cạnh góc vuông nó có hệ thức như thế nào? Các bạn cùng quan sát cho cô, tham gia vào hoạt động số 2 cùng với cô nhá. Xét cho cô tam giác ABC này trong hình 6 4.16. Viết các tỷ số lượng giác tang cotang của góc B và góc C theo B và C. Rồi, nào bây giờ chúng ta sẽ cùng giải cho cô bài này nhá. Đây cô sẽ có như sau này. Giải này. Ở đây đầu tiên là câu A, các bạn có các tỷ số lượng giác tang và cotang. Thì chúng ta nhớ cho cotang thì bằng đấy, đối trên gì nhỉ? Đối trên kề, đúng không? Đấy, còn cotang thì sẽ bằng kề trên gì? Kề trên đối. Đấy, và lưu ý cho cô, các bạn thấy góc B và góc C là hai góc gì? Phụ nhau. Nên tang của góc này sẽ bằng cotang của góc kia. Ví dụ tang của góc B thì sẽ bằng cotang của góc gì? C. Rồi là cotang của góc B thì sẽ bằng tang của góc C. Đấy, được chưa? Vậy chúng ta sử dụng những cái phần kiến thức này để chúng ta làm cho nó nhanh. Viết các tỷ số lượng giác tang này. Bây giờ chúng ta sẽ có tang của góc nào đây các bạn? À, tang của góc B. Đấy, tang của góc B thì các bạn thấy nó sẽ bằng gì? À, nó chính bằng cotang của góc C, đúng không? Thì tang của góc B các bạn thấy, tang thì bằng đối trên kề, đối ở đây là B, trên kề là C, vậy chúng ta sẽ có là B trên C. Rồi, tiếp theo chúng ta có là gì? À, chúng ta có là tiếp tục là cotang nhá, cotang của góc B. Cotang của góc B thì nó sẽ bằng tang của góc C. Rồi, cotang của góc B thì chúng ta thấy là bằng kề trên đối đúng không? Kề là C, đây góc B đây. Kề là C trên đối là B, vậy là C trên B. Rồi, xong ý A. Bây giờ ý B, đề bài yêu cầu chúng ta là tính mỗi cạnh góc vuông B và C theo cạnh góc vuông kia. À, bây giờ câu B cô sẽ có như sau. Mình sẽ có là vì gì đây nhỉ? À, vì tang của góc B các bạn thấy như sau này. Vì tang của góc B các bạn thấy đây, tang góc B là bằng B trên C đây đúng không? Vậy ở đây cô sẽ có rút B ra. Đấy, B này thì sẽ bằng C nhân tang B. Đấy, mình sẽ có là theo câu A nhé. Theo câu A, cô sẽ có như sau. Là B này. Đấy, B này nhân chéo cái C này lên này. C nhân tang góc B. Đấy, tang góc B này. Và sẽ bằng là hoặc là bằng C nhân cotang của góc C. Được chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta biểu diễn C này. C sẽ bằng, đây, C đây chúng ta nhân chéo lên này. C này sẽ bằng B nhân cotang B. Được chưa?
B nhân cô tang gì? B. Và bằng B nhân tang C. Rồi, vậy qua phần này các bạn sẽ rút ra được cho cô cái kết luận như sau nhá. Các bạn nhìn cho cô cái cạnh góc vuông đấy là B, đúng không? B đây. Nó sẽ được biểu diễn theo cạnh góc vuông còn lại đấy là C. Bạn có ra C nhá. Là cạnh góc vuông còn lại này, nhân tang của góc B. Thế thì các bạn nhìn cho cô cái cạnh B này và góc B là ở vị trí đối, đúng không? Thế ở đây là tang góc B là tang của góc đối này. Đấy. Rồi tương tự như vậy nó sẽ bằng C này, C là cạnh góc vuông kia, cạnh góc vuông kia. Rồi nhân cô tang của góc C. Góc C thì nó ở vị trí nào so với cạnh B đây các bạn? À vị trí kề đúng không? Rồi vậy nó sẽ bằng nhân cô tang của góc kề. Vậy qua phần này chúng ta sẽ rút ra được cho cô kết luận như sau. Đấy là cạnh góc vuông mình có thể biểu diễn theo cạnh góc vuông còn lại bằng cách là gì? Cạnh góc vuông thì sẽ bằng cạnh góc vuông kia nhân tang góc đối, hoặc là bằng cạnh góc vuông kia nhân cô tang của góc kề. Đấy là cái phần chúng ta rút ra được thông qua cái hoạt động số 2 này. Và mình sẽ rút ra được cho cô định lý số 2 như sau. Là trong tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông thì sẽ bằng cạnh góc vuông kia. Đấy, nhớ là bằng cạnh góc vuông kia này, nhân với tang của góc đối, hoặc là cạnh góc vuông kia nhân với cô tang của góc gì? Kề nhá. Đấy, rồi. Bây giờ cô lấy có cái chú ý như sau. Ví dụ cô cho tam giác ABC vuông tại A này, có cạnh AB bằng C, AC bằng B, rồi BC là bằng A. Trong tam giác này thì khi đó B của cô là cạnh góc vuông, nó sẽ bằng cạnh góc vuông kia là C nhân tang của góc đối, đấy là góc B, hoặc là nhân cô tang của góc kề, đấy là góc C. Được chưa? Tương tự như thế, muốn tính cạnh góc vuông C này, chúng ta cũng tính theo cái cạnh góc vuông B là bằng B nhân tang của góc đối là góc C, hoặc là bằng B nhân cô tang của góc kề, đấy là góc B. Được chưa? Rồi, đấy là phần định lý số 2 của chúng ta. Áp dụng định lý 2 này làm cho cô phần luyện tập 2 như sau. Bóng trên mặt đất của một cây thì dài 25 mét. Các bạn quan sát này. Đây, cái bóng này từ đây đến đây là 25 mét. Rồi, tính chiều cao của cây. Chiều cao của cây này bằng bao nhiêu? Biết rằng tia nắng mặt trời tạo với mặt đất góc 40 độ. Rồi, góc này bằng 40 độ này. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta thấy là muốn tính chiều cao của cái cây. Thế thì chúng ta thấy cái cây nó sẽ vuông góc với mặt đất, đúng không? Đấy, vậy mình giả sử nó tạo thành cái tam giác vuông như thế này. Ví dụ đây là tam giác ABC đi. Đấy, vuông tại A đúng không? Thế thì bây giờ để tính được cái cạnh AC tức là chiều cao của cây thì chúng ta biết cạnh góc vuông kia đó là cạnh AB rồi. Rồi là biết cái góc 40 độ là góc B là góc đối rồi, đúng không? Đấy thì mình phải sử dụng tang hay cotang các bạn nhỉ? À nó bằng cạnh góc vuông kia nhân tang góc đối. Tang góc đối thì ở đây phải sử dụng tang rồi, tại vì biết góc 40 độ là góc đối. Vậy ở đây chúng ta có chiều cao của cái cây sẽ bằng cạnh góc vuông kia là 25 này nhân tang của góc 40 độ. Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có theo định lý 2 mình sẽ có chiều cao H của cây sẽ bằng 25 nhân tang của 40 độ, xấp xỉ bằng 20,9775 m. Và người ta bảo làm tròn đến decimet đúng không? Thế thì ở đây nó sẽ bằng 209,775 decimet. Đấy, và xấp xỉ bằng 210 decimet nhá. Rồi, đấy là phần luyện tập số 2 của chúng ta và cũng là cái mối quan hệ giữa hai cạnh góc vuông, đúng không? Rồi, và bây giờ chúng ta cùng sang cho cô phần thứ ba đó là giải tam giác nhé. Phần thứ ba của chúng ta đó là giải tam giác vuông. Vậy thế nào được gọi là giải tam giác vuông thì các bạn sẽ cùng quan sát và làm cho cô cái phần luyện tập số 3. Cô sẽ nói cho các bạn trong phần luyện tập 3 nhé. Cho tam giác ABC vuông tại A. Đây, có cạnh góc vuông là AB bằng 4 này. Rồi là cạnh huyền BC bằng 8 đúng không? Tính cạnh AC làm tròn đến số thập phân thứ 3 và tính cho cô các góc B và góc C. Rồi, vậy bây giờ chúng ta phải tính cho cô nốt cái cạnh AC của tam giác này, rồi là tính góc B và góc C, hai cái góc chưa biết trong tam giác ABC đúng không? Thế thì khi đó cô sẽ sử dụng cái gì? Ở đây chúng ta thấy ví dụ liên quan đến góc B đi. Góc B thì chúng ta thấy là góc B này biết cạnh kề đó là cạnh AB này là 4, rồi là cạnh huyền là BC là 8. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng sin cotang hay cotang để chúng ta sẽ sử dụng kề trên huyền đấy các bạn nhỉ? À đó là cos đúng không? Vậy khi đó mình sẽ tính cho cô cos góc B.
thì sẽ bằng AB là 4 trên cạnh huyền là BC là 8, 4 phần 8 là bằng 1 phần 2. Sau đó các bạn sẽ suy ra cô góc B bằng cách là bấm máy tính hoặc là sử dụng cái bảng lượng giác đặc biệt, đúng không? Rồi, thế thì suy ra góc B sẽ bằng bấm shift code của 1 phần 2 thì các bạn ra được B bằng 60 độ. Rồi, sau đó thì các bạn tính cho cô tiếp theo là tính cái gì đây các bạn? À, tính góc C, đúng không? Rồi, tính góc C thì chúng ta có thể tính như thế nào đây? À, chúng ta có thể tính theo cách đó là gì? Là lấy 90 độ trừ góc B thì góc C sẽ bằng bằng bao nhiêu? 30 độ, đúng không? Hoặc là các bạn sẽ thấy rằng là cạnh AB là cạnh đối của góc C này, BC là cạnh huyền này. Vậy góc C này sẽ bằng đối trên gì? Huyền. Thì mình sẽ xem hàm nào sẽ là đối trên huyền nhỉ? Sin đúng không? Sin bằng đối trên huyền. Vậy ở đây cô sẽ có sin góc C bằng AB trên BC. Vậy sẽ bằng 4 phần 8, vậy bằng 1 phần 2. Sau đó mình bấm shift sin của 1 phần 2. Vậy các bạn sẽ ra được góc C bằng 30 độ. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ tính được cho cô xem là AC bằng bao nhiêu nhá. Để tính được AC các bạn sẽ làm nào nhỉ? À, chúng ta sẽ sử dụng định lý Pythagore đúng không? Đây, cô sẽ có là gì? Này, xét tam giác này. ABC vuông tại đâu? Vuông tại A. Đó, cô sẽ có này. BC bình thì sẽ bằng AB bình cộng với AC bình. Mở ngoặc định lý Pythagore. Rồi, sau đó các bạn thay số vào cho cô là 8 bình này sẽ bằng AB bình, vậy là 4 bình cộng với AC bình đang cần tính này. Vậy các bạn sẽ có là AC bình sẽ bằng 8 bình trừ đi 4 bình, đúng không nhỉ? Rồi, vậy AC bình sẽ bằng bao nhiêu? 64 trừ 16. Đấy. Thì chúng ta sẽ được là bằng bao nhiêu? Đây, 64 trừ 16 thì AC bình sẽ bằng này. Với 48 này. Rồi, 48 đúng không? Vậy suy ra cho cô AC sẽ bằng căn của 48. Các bạn sẽ bấm được cho cô làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba đúng không? Căn 48. Vậy sẽ xấp xỉ bằng 6,928. Đấy, xấp xỉ nhá. Rồi, đơn vị ở đây không có đơn vị đúng không? Rồi, đấy là phần luyện tập số 3 của chúng ta. Và chúng ta sẽ thấy rằng là qua cái phần luyện tập 3 này, chúng ta sẽ thấy là nếu ví dụ cô cho một cái tam giác vuông mà cô cho biết này, mà người ta cho biết hai cạnh của tam giác vuông này. Đấy, hoặc là một cạnh và một góc nhọn của tam giác vuông. Đấy, sau đó người ta yêu cầu là tìm các cạnh và các góc còn lại của tam giác vuông đấy. Thì cái việc làm như vậy chúng ta gọi là giải tam giác vuông. Tức là giải tam giác vuông là gì? Mình đi tìm tất cả các cạnh và các góc còn lại của cái tam giác vuông đấy. Được chưa? Rồi, mình sẽ rút ra được cho cô phần kết luận nhé. Giải tam giác vuông là trong một tam giác vuông nếu người ta cho biết trước hai cạnh này hoặc là một góc nhọn và một cạnh thì ta sẽ tìm được tất cả các cạnh còn lại và các góc còn lại của tam giác vuông đó. Thì cái bài toán như vậy người ta gọi là bài toán giải tam giác vuông. Đấy, được chưa? Rồi, đấy là phần giải tam giác vuông. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cái phần này để làm cho cô phần luyện tập số 4 và phần vận dụng nhé. Phần luyện tập số 4 của chúng ta như sau này. Giải cho cô tam giác ABC vuông tại A. Biết BC bằng 9 này, góc C bằng 53 độ. Rồi, thế thì để giải tam giác thì chúng ta biết rồi là giải tam giác vuông tức là chúng ta phải đi tìm tất cả các cạnh và các góc còn lại chưa biết của cái tam giác vuông đấy, đúng không? Thế thì bây giờ nhiệm vụ là chúng ta phải đi tìm cho cô cạnh nào các bạn? À, cạnh AC là một này. Cạnh thứ hai là cạnh AB là hai này và thứ ba là góc gì? Góc B là ba. Đấy. Rồi, thế thì bây giờ để tính được thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta đã biết một góc nhọn và cạnh huyền của tam giác vuông này rồi. Thế thì bây giờ đầu tiên để tính được cạnh AC trước đi. Thì cô có là AC sẽ là cạnh góc vuông thì nó sẽ bằng cạnh huyền nhân sin góc đối hoặc là bằng cạnh huyền nhân cốt góc kề. Thế ở đây cô sẽ có AC này sẽ bằng cạnh huyền là BC nhân với cái góc mà chúng ta biết rồi là góc C. Thì góc C nó ở vị trí kề so với cạnh AC. Vì vậy chúng ta sẽ có AC bằng cạnh huyền là BC nhân cốt của góc C là góc kề. Thay số vào cô có là bằng 9 nhân cốt của 52 độ và nó sẽ xấp xỉ bằng 5,42.
Tương tự như vậy, chúng ta tính cho cô cạnh AB thì chúng ta thấy AB sẽ bằng cạnh huyền nhân sin góc đối, đúng không? Góc C là cái góc đối so với cạnh AB mà góc C biết rồi. Vậy chúng ta phải sử dụng cho cô hàm sin. Thì cô có là AB sẽ bằng cạnh huyền là BC này, nhân sin góc đối là góc C. Thay số vào cô có BC bằng 9 này, sin góc C là sin 53 độ. Bấm máy tính các bạn được xấp xỉ bằng 7,19. Đấy là AB. Bây giờ tính góc B thì siêu dễ luôn, đúng không? Chúng ta sẽ có góc B như thế nào? Tính cho cô là sử dụng định lý tổng các góc của một tam giác thì bằng 180 độ. Thì khi đó cô có góc A cộng góc B cộng góc C bằng 180 độ. Thế thì góc A biết rồi bằng 90 này, góc C bằng 53 độ này. Vậy suy ra góc B sẽ bằng 180 trừ 90 trừ 53 độ. Vậy kết quả sẽ bằng 37 độ. Đấy là phần luyện tập số 4 của chúng ta. Bây giờ tiếp tục làm cho cô phần vận dụng nhé. Phần vận dụng này thì chính là cái bài toán trong phần mở đầu đấy. Đấy, chúng ta thấy để tính chiều cao của cái tòa tháp, tòa lâu đài này mà chúng ta không cần phải leo lên đến tận đỉnh, thì khi đó chúng ta có thể sử dụng cho cô đấy là giác kế này, rồi là tiến hành đo đạc ở dưới mặt đất. Chúng ta hoàn toàn có thể tính được chiều cao của tòa lâu đài. Cách tính như thế nào? Chúng ta cùng quan sát lên màn hình cho cô nhé. Để cho dễ thì khi đó cô sẽ quy về cái tam giác. Các bạn quan sát này, để tính được PP phẩy, tức là chiều cao của tòa lâu đài, thì cô sẽ dựa vào hai cái tam giác vuông, dựa vào hai tam giác vuông sau. Đó là cái tam giác này, các bạn quan sát này. Đấy, nhìn cô vẽ ở trên hình nhá, là tam giác HP phẩy M phẩy vuông tại H này, và tam giác vuông thứ hai là HP phẩy N phẩy cũng vuông tại H. Đấy, và ở đây thì chúng ta đã thấy là người ta cho cái góc alpha của chúng ta rồi. Và cho góc B gì nữa các bạn nhỉ? Beta, đúng không? Ở đây thì góc alpha và beta người ta cho alpha là cho bằng 27 độ. Rồi, còn góc beta người ta cho bằng 19 độ. Đấy, tức là người ta, mình dùng giác kế thì hoàn toàn chúng ta có thể ngắm được, từ có thể đo được góc từ ở dưới mặt đất này ngắm lên trên phía đỉnh của tòa lâu đài. Và ở đây người ta ngắm thì người ta ngắm được góc alpha bằng 27 độ, beta bằng 19 độ các bạn nhé. Bây giờ nhiệm vụ của mình phải tính PP phẩy. Thế để tính được PP phẩy thì cô sẽ tính thành hai đoạn là PH này, PH và xem nó bằng bao nhiêu này, rồi là P phẩy H xem bằng bao nhiêu, cộng hai đoạn này vào chúng ta sẽ ra cái đoạn PP phẩy. Vậy bây giờ cô sẽ sử dụng cái tỉ số lượng giác của góc nhọn của tính nhá. Đây, cô sẽ có như sau. Xét cho cô cái tam giác đầu tiên là tam giác này. Tam giác đó là HP phẩy M phẩy, HP phẩy M phẩy. Cô sẽ có là tang của góc alpha. Alpha ở đây người ta cho bằng 27 độ các bạn nhá. Rồi beta là bằng 19 này. Đấy, tang alpha, tang thì bằng đối trên kề, đúng không? Xin đi học cốt không hư, tang đoàn kết, đối trên kề. Đối trên kề tức là P'H trên kề là M'H, đúng không? Hay khi đó các bạn rút ra cho cô P'H thì sẽ bằng gì? P'H thì sẽ bằng M'H nhân tang của alpha. Vậy tức là M'H nhân tang của 27 độ. Tương tự như thế các bạn sẽ xét cho cô cái tam giác. Đây, vuông tại H này. Tiếp tục xét cho cô cái tam giác thứ hai, đó là tam giác HP phẩy N phẩy nhé. HP phẩy này, N phẩy vuông tại H ta có. Đấy, tang của góc beta thì sẽ bằng, vẫn là đối trên kề, vậy là bằng P phẩy H chia cho kề. Kề của cô chính là N phẩy H, đúng không? Mà N phẩy H này, đấy, sau đó chúng ta rút ra cho cô P'H này sẽ bằng N'H nhân tang của góc beta, tức là tang của 19 độ. Rồi bây giờ cô sẽ cho hai anh này bằng nhau này. P'H đây cũng P'H, vậy cho hai cái anh cô gạch chân này bằng nhau. Đấy, mình dựa vào tính chất bắc cầu đấy. Và cô sẽ có tiếp tục như sau. Cô sẽ có phương trình là M'H nhân tang 27 độ sẽ bằng N'H nhân tang 19 độ. Mà chúng ta thấy kết đoạn nhé. Đoạn N'H này thì chính là bằng hai đoạn, đó là M'H đấy cộng với M'N'. Mà M'N' người ta cho bằng 20m rồi. Các bạn thay số vào cho cô. Đây,
N,H thì bằng M,H cộng 20. Sau đó khi đó các bạn sẽ giải cho cô cái phương trình với một ẩn, đấy là M,H. Thì các bạn sẽ tìm ra M,H nhé. M,H sẽ bằng tan của 27 độ trừ tan của 19 độ. Đấy, mình rút ra cho cô. Mình đặt nhân tử chung này. Đấy, M,H này. Đây, chỗ này cô sẽ giải chi tiết ra một chút nữa này. M,H nhân tan của bao nhiêu các bạn? Nhân tan của 27 độ sẽ bằng nhân tung ra này, M,H nhân tan 19. Rồi, cộng với 20 nhân với tan 19 đúng không? Rồi, đấy, sau đó mình sẽ có như sau. Mình sẽ có hai này sẽ đặt được nhân tử chung là M,H ra ngoài. Thì ở trong nó sẽ còn tan 27 độ trừ tan 19 độ. Đấy, sẽ bằng 20 nhân tan 19. Sau đó mình sẽ rút cái M,H này ra. Suy ra M,H này sẽ bằng 20 nhân tan 19 độ chia cho tan 27 độ trừ tan 19 độ. Đấy, thì các bạn sẽ ra, bấm máy tính ra xấp xỉ bằng 41,69 mét. Sau khi tìm được M,H này bằng 41,69 mét rồi. Đấy, 41,69. Thì khi đó chúng ta hoàn toàn có thể tính P,H nhé. Rồi, cô sẽ có này. P,H thì chúng ta thấy là bằng M,H nhân tan 27 độ đúng không? Đây 27 này. Đấy, M,H vừa nãy chúng ta tính được bằng bao nhiêu rồi các bạn? Là bằng 41,69 đúng không? Đây là 41,69 này. Đấy, vậy khi đó cô sẽ có là P,H thì sẽ bằng cạnh góc vuông kia đó là 41,69 nhân tan của góc đối tức là tan góc 27 độ thì sẽ xấp xỉ bằng 21,24 mét. Sau khi tính được P,H rồi thì chúng ta thấy là HP này chúng ta thấy nó bằng bao nhiêu? Nó chính là bằng chiều cao của cái giác kế luôn là 1,6 mét. Vậy chúng ta cộng vào cho cô. Đây 21,24 cộng với 1,6. Vậy các bạn sẽ ra được chiều cao của tòa lâu đài sẽ là 21,84 mét. Đấy, được chưa? Kết luận cho cô nhé. Đấy là phần vận dụng của chúng ta. Bây giờ chúng ta sử dụng kiến thức này làm cho cô một số bài tập trong sách giáo khoa nhé. Phần luyện tập của chúng ta như sau. Đầu tiên các bạn sẽ cùng làm cho cô một cái bài toán thực tế này. Đó là bài 4.9 trong sách giáo khoa trang 78. Tính góc nghiêng alpha của thùng xe chở rác trong hình 4.22. Các bạn quan sát cho cô này. Đây. Góc nghiêng alpha, người ta cho góc alpha đây rồi. Biết cái cạnh góc vuông của tam giác này là bằng 4 mét này. Rồi cạnh huyền là bằng 5 mét rồi. Đấy, bây giờ yêu cầu tính góc nghiêng alpha thì chúng ta sẽ tính như thế nào? Thì ở đây để tính góc alpha thì các bạn sẽ dựa vào cho cô như sau. Là mình biết cạnh kề là 4 mét đúng không? Biết cạnh huyền của tam giác là 5 mét rồi. Mình sử dụng cho cô hàm cos. Cos thì bằng kề trên huyền mà. Đấy, vậy mình sẽ có cos alpha thì bằng 4 trên 5. Vậy bấm máy tính shift cos cho cô. Shift cos của 4 phần 5 thì chúng ta sẽ được là xấp xỉ bằng 36 độ 52 phút. Sau đó kết luận cho cô là vậy góc nghiêng của thùng xe chở rác trong hình 4.22 là 36 độ 52 phút. Rồi, đấy là phần bài 4.9. Tiếp theo các bạn cùng làm cho cô bài số 4.13 nhé. Một người đứng tại điểm A, các bạn quan sát này, này, người này đứng tại điểm A, cách gương phẳng đặt nằm trên mặt đất tại điểm B. Đây, gương phẳng này. Được chưa? Tại điểm B là 1,2 gì các bạn? À 1,2 mét. Rồi, nhìn thấy hình phản chiếu qua gương B của ngọn cây. Cây có gốc ở tại điểm C cách B là 4,8 mét. Đấy, BC bằng 4,8 này. B nằm giữa A và C. Biết khoảng cách từ mặt đất đến mắt người đó là 1,65 mét. Rồi, tính chiều cao của cây. À, các bạn thấy ở đây bây giờ bài này rất là hay, lại còn có thể tính được chiều cao của cây thông qua cái gương phản chiếu nữa cơ đúng không? Đấy, vậy thì cách làm của chúng ta như thế nào? Thế thì bây giờ cô giả sử cô sẽ quy đổi cái hình 4.24 này thành hai cái hình tam giác vuông để cô tính cái độ dài của cái chiều dài của cái cây, chiều cao của cái cây như sau. Quan sát cho cô, ví dụ cô gọi cái chiều cao của cái cây là EC này. Rồi, tiếp theo cái từ mặt đất đến mắt của người đó là AD là 1,65 mét đúng không? AB là bằng 1,2, BC bằng 4,8. Vậy bây giờ chúng ta sẽ tính cái cạnh EC này như thế nào? Thì các bạn sẽ quan sát cho cô. Cô gọi D là điểm tại mắt của người đứng, E là điểm trên đầu ngọn cây thì ta sẽ có hình vẽ như thế này.
Bây giờ để tính cạnh EC cô sẽ có. Nào, bây giờ mình sẽ xét cho cô cái tam giác nhé. Đó là tam giác nào các bạn nhỉ? À, chúng ta thấy là có tang của góc ABD. À, góc ABD. Đó, cô sẽ xét cái tam giác, đó là tam giác ABD, vuông tại A. Thì tang thì bằng đối trên kề đúng không? Tang của góc B thì sẽ bằng 1,65 chia 1,2 và bằng 11/8, hay chính là tang của góc EBC. EBC, EBC đây chính là bằng 11/8, do là hai cái góc này nó sẽ bằng nhau, tại vì chúng ta thấy là nó thông qua cái gương phản chiếu nhá. Đấy, thì khi đó là cái góc này, nó hai góc này nó sẽ bằng nhau. Góc ABC nó sẽ bằng góc EBC, được chưa? Rồi, sau đó chúng ta sẽ biết được cái góc này là bằng, tang của góc này là bằng 11/8 rồi. Thế thì tang thì chúng ta lại bằng đối trên kề. Vậy tức là tang của góc EBC này sẽ bằng đối là EC trên kề là BC, đúng không? Đấy, tang của góc EBC đây bằng EC trên BC. Suy ra mình thay số vào mình sẽ có là EC này, đây là EC trên BC là 4,8 sẽ bằng 11/8. Từ cái tỷ lệ thước này chúng ta sẽ rút ra được cho cô EC. EC này mình nhân chéo này, lấy 4,8 nhân 11 chia cho 8. Vậy các bạn được EC bằng 6,6m. Kết luận cho cô vậy chiều cao của cây là 6,6m. Đấy, các bạn nhớ, làm cho cô nhớ cái mấu chốt của bài này là gì? Là cái gương phản chiếu thì nó sẽ phản chiếu hai cái góc này này. Là góc ABD nó sẽ bằng góc CBE. Hai góc này sẽ bằng nhau, được chưa? Đấy là phần bài 4.13 của chúng ta. Về nhà thì chúng ta sẽ ôn tập lại cho cô toàn bộ kiến thức trong bài học ngày hôm nay, sau đó làm cho cô các bài tập còn lại trong sách giáo khoa, và chúng ta sẽ làm cho cô các bài tập trong phần ôn tập cuối chương nhé. Rồi mình sẽ đọc trước cho cô bài đầu tiên trong chương 5, đó là về mở đầu về đường tròn. Bây giờ cô Hạnh xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong bài học tiếp theo của chúng ta. Xin chào tất cả các em. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.